Ngày 9 tháng 6 năm 2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ đã có chuyến kiểm tra đột xuất công tác chỉnh trang di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, xã An Đức, huyện Ba Tri, hướng đến chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, 1 tháng 7 năm 1822, 1 tháng 7 năm 2022. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Bàn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Phạm Thanh Lâm, các thành viên tổ di tích, nhà thầu xây dựng cùng các bộ phận có liên quan tiếp bí thư tỉnh ủy lê đức thọ hiện bộ phận thực hiện đang tiến hành sửa chữa sơn phết và chỉnh trang lại đền thờ chính nhà bia nhà đón tiếp đền thờ cũ hệ thống sân đường khu trưng bày đồng thời cải tạo nâng cấp một số hạng mục trong khuôn viên di tích chỉnh trang cây xanh và dọn dẹp cảnh quan xung quanh di tích bí thư tỉnh ủy lê đức thọ đã trực tiếp khảo sát các khu vực của di tích thắp hương tại đền thờ chính đền thờ cũ và khu mộ bí thư tỉnh ủy lưu ý Sở Văn hóa thể thao và du lịch, nhà thầu xúc tiến để nhanh tiến độ, các phần việc đảm bảo thời gian và chất lượng công trình. Bộ phận thực hiện phải khẩn trương tăng tốc, tranh thủ thời gian thực hiện công trình để đảm bảo kịp cho tỉnh tổ chức các hoạt động theo kế hoạch, chậm nhất đến ngày 20 tháng 6 năm 2022 phải hoàn thành các phần việc, đảm bảo khu vực di tích gọn gàng, sạch sẽ, khang trang.